Với mức giá cận 8 triệu đồng, thấp hơn 2,5 triệu đồng khi Nokia 8.1 được bán ở các thị trường nước ngoài, HMD Global, công ty sở hữu độc quyền thương hiệu Nokia cho điện thoại và máy tính bảng kỳ vọng có thể tạo được một chính sách thực sự hấp dẫn người tiêu dùng dịp mua sắm gần Tết Nguyên đán. Để quý khán giả có một trải nghiệm tổng thể hơn, cận cảnh hơn, để cảm nhận tốt hơn smartphone này, ngay bây giờ hãy đến với reviewer Ngọc Vy trên tay mẫu smartphone Nokia 8.1. Chào khán giả của Sóng Kết Nối, mình là Ngọc Vy đến từ diễn đàn kinh tế.vn và hôm nay thì mình có một chút chia sẻ về chiếc Nokia 8.1 vừa được ra mắt tại thị trường Việt Nam với mức giá là 7.990.000. Thì thật ra là khi mà công bố cái mức giá này thì nó cũng giống như là một cái phát pháo đầu năm của SK Vy vậy. Vì tất cả mọi thứ của chiếc máy này khi mà đi kèm với cái mức giá đó thì nó rất là hợp lý, từ cái thiết kế kính kết hợp với kim loại và được tạo điểm nhấn bằng một cái đường viền rất là bóng chạy xung quanh máy. Hay là cái việc mà thiết kế vẫn theo cái phong cách đơn giản quen thuộc của Nokia, không có quá cầu kỳ, chỉ có duy nhất là cái đường viền bóng này là nó một chút điểm nhấn đặc biệt thôi. Rồi đến cái màn hình, mặc dù là lần này nó không có độ phân giải 2K giống như là Nokia 8 trước đây, nhưng mà Full HD Plus cũng là đủ rồi. Chưa kể là đối với Nokia 8.1 thì chúng ta sẽ có thêm cái công nghệ Build View và hỗ trợ nội dung HDR, thì nó sẽ cung cấp cái nội dung với màu sắc rực rỡ hơn và cái khả năng hiển thị nó sẽ tốt hơn khi mà ở ngoài trời nắng gắt. Và cái điểm tiếp theo nữa đó là về hiệu năng. Nói chung là tất cả những cái điểm của cái máy này mình cảm thấy là Nokia hầu như là đều làm tốt hết. Tiếp đến là về phần hiệu năng thì đây cũng là một cái điểm bất ngờ. Mặc dù là không trang bị lên đến dòng Snapdragon dòng 8 series ở cái dạng là cao cấp giống như là Nokia 8 trước đây, nhưng mà Snapdragon 710 mà SMD họ trang bị trên cái Nokia 8.1 này cũng là quá đủ. Hơn nữa là hiện tại trên thị trường không có nhiều chiếc smartphone trang bị con chip này. Thậm chí là có rất là nhiều những cái máy ra mắt gần đây tại Việt Nam thì vẫn đang dùng 660, trong khi về bản chất thì 710 là một cái nâng cấp rất đáng giá so với lại 660. Đi kèm đó thì chúng ta sẽ có RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB, những cái thông số rất là phù hợp với cái khung giá này. Và đặc biệt nhất là về cái phần camera mà nhiều bạn còn hoài niệm nhiều về cái những cái chiếc máy của Nokia hay là những chiếc máy Lumia thì họ sẽ rất là thích, đó là cái việc mà camera vẫn sử dụng thấu kính của Zai. Và ở phía sau thì chúng ta sẽ có camera kép với một camera chính 12 MP có chống rung quang học và một cái camera phụ 13 MP. Còn về phần camera selfie thì chúng ta sẽ có một cái camera selfie 20 MP. Tuy nhiên thì trước giờ mình vẫn hay nói là camera của Nokia theo kiểu là họ làm tốt về cái phần chi tiết, nhưng mà cái làm đẹp thì nó vẫn làm đẹp theo kiểu cũ, nó chưa có giống như là những cái chiếc máy mà chuyên về selfie trong thời gian gần đây. Nhưng mà có thể bù đắp là hiện tại trên thị trường có rất là nhiều những cái ứng dụng làm đẹp. Cuối cùng thì sẽ có một cái viên pin dung lượng là 3500 mAh, và với Snapdragon 710 thì chúng ta cũng sẽ có sạc nhanh đi kèm nữa. Nhìn tổng quan lại tất cả những cái đặc điểm của Nokia 8.1 thì như mình nói từ đầu là nó rất hợp lý với cái mức giá, từ thiết kế này, màn hình này, camera sử dụng thấu kính Zai, chip Snapdragon 710 hay là cả một cái viên pin đủ cho cái nhu cầu sử dụng của người dùng nữa. Tất cả mọi thứ nó đều rất hợp lý với giá. Hôm nay ngày 4 tháng 1, Nokia 8.1 cũng chính thức có mặt trên nhiều kệ hệ thống bán lẻ. 3.000 suất đặt mua đầu tiên được tặng kèm quà tặng, và đặc biệt là nhà sản xuất cũng có chương trình trả góp dễ chịu với 10% giá trị tương đương với 790.000 đồng đã có thể dinh Nokia 8.1 về sử dụng.